Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và chúng tôi trân trọng kính mời quý vị nghe bản tin sau đây về chúng tôi với Nguyễn Ngọc Mùi. Xin chào anh Mùi, thưa anh. À, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, cần gọi chào đến quý vị khán thính giả của truyền hình Việt Nam 1 và Nhật Bảo Cali Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Xin tôi mời anh. 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 có cảm giác mình có hai ông trời anh Mùi. À Một ông, ông trời tại cái trục tiêu bang ở Florida và gần Florida thì mưa tầm tã, mưa xối xa, bão tố tơi bời. California thì nắng ấm, nóng nảy, đúng không? Chúng ta cảm giác ở bốn nước Mỹ mà hai ông trời, anh thấy không? Ừ. Anh người có cảm giác như vậy không? À, đúng Nam thì ở dưới mình thì bây giờ nặng nắng. nắng không à, thì ở trên kia mưa lụt lụt à, anh anh có thấy rằng cái lụt lụt ở, ở miền đông nam ở các cái địa bang ở trên độ giữa florida georgia south carolina à, north carolina virginia giống như tennessee thì anh thấy những anh thấy trong uh, truyền hình đó cái anh so sánh cái trần lụt này cũng giống như trần lụt ở uh, miền Bắc Việt Nam cái, cái trần lụt là gọi là do gì vừa qua anh, anh 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 thấy sao anh tôi không có so sánh được cái đó anh có so sánh nhiều không anh Nam thì uh, um, <laughs> tục cũng khó lắm anh Nam tại vì ở uh, uh, miền Bắc Việt Nam mình uh, khu đỏ uh, núi nhiều uh, đất sạc lở nhiều thì bên các tiểu bang ở đông nam ở hoa kỳ á thì thì anh thấy là nhà cửa sáng sát nhiều thì có thể là hái cả không nó không thể so sánh được anh nam ơi Ừ. ừ. Thôi, bây giờ mình nói cái chuyện mà bảo và lục tại Florida nha dạ yeah. Thì có tin tức nào đáng anh lưu ý ngày hôm nay? Uh, một có các bạn tương trình nói rất là chi tiết uh, là cơn bão Helen đã đi qua các uh, tiểu bang ở đông nam thì đó nó có uh, tiểu bang uh, Florida, Georgia, Bắc uh, Carolina, Nam Carolina, Virginia, Tennessee uh, thì không được bằng tin anh, anh có thể tóm tắt ra rồi, mình có thể tương trên một cái chi tiết của bằng tin này, cho anh Nam mới vừa bỏ lên trên trên mạng cách đây khoảng những nửa tiếng một bài nói chuyện của Nam chuyên về lục và bảo tại Florida. Ừ. Do vậy thì Nam nghĩ có cái nhìn của anh thêm mới mẻ hơn nên một dạ. À, cái nãy anh còn nói đề cập đến cả các, các tiểu bang Tennessee, Virginia đâu không? Có mà ít thôi anh. Ít hả? Ok thì ừ. Okay, cái bạn thương trình nó vẻ chi tiết hơn anh Nguyễn Xuân Nam hả? Dạ yeah, mời anh. Okay. Ừ. À, thưa quý vị thì kìa... cái, bão này à, khi anh Nam có nói là 45 người chết thì bản tin đó là một bản tin rất là cập nhật á thì bản tin trước khoảng một hai giờ thì có 44 người chết mà thôi thì bản tin của anh Nam rất là cập nhật là 45 người chết thì bản tin như thế này bảo Helen đã giết chết ít nhất 45 người và tan phá một vùng rộng lớn ở Đông Nam à, bản tin này đánh đi từ Florida của thông tấn xã AP cho biết và bảo Helen đã để làm một con đường tàn phá một cách khủng khiếp trên khắp Florida và Đông Nam Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua tức là tối thứ sáu đã lấy đi ít nhất là 45 mạng người những cái cỗi cổ thụ này nó tróc gốc hết và những ngôi nhà nhiều khi nó sáng bằng luôn thì cái điều này rất là không khiếp trong số những người thiệt mạng thì có ba lệnh cứu hỏa một người phụ nữ và cặp sóng sinh một tháng của uh, bà ta và một uh, phụ nữ ở tuổi 89 uh, là vì bà này ở trong nhà và ngôi nhà này bị cái uh, nó lật gốc và đổ nó đè lên nhà à. theo thống kê của thông tấn xã AP thì những người tự vong uh, ở Florida ở Georgia Bắc Carolina, Nam Carolina và Virginia à. À, sẽ có thể đang tiếp tục con số có thể nhích lên đó là bản tin nói như vậy thì cơn bão số 4 này đã làm mất điện một số bệnh viện rất là rất là nguy hiểm ở số, ở số viên, một số bệnh viện và số bệnh viện bị nước ngập vào nữa à, đặc biệt ở miền Nam tiểu bang Georgia Uh, thống đốc của Trục Ra đó là ông Brian Kemp thuộc Đảng Cộng Hòa cho biết và uh, ông đã huy động lực lượng và đồng thời phải sử dụng những cái máy cưa để dọn dẹp các mảnh vỡ uh, và uh, những cái uh, debris những vật liệu mà do bão lụt nó tấp ở đường á, họ phải dùng cái máy cưa để mà dọn dẹp để mở đường cho đường được lưu thông thì cơn bão có sức gió mạnh nhất là bụng trăm bốn mươi dặm một giờ thì tương đương khoảng là hai trăm hai mươi km một giờ đó khi mà cơn gió này đổ bộ vào cuối ngày thứ năm tại một khu vực thưa dân cư ở vùng nông thôn đó là Big Bend ở Florida nơi nơi đó có các làng chai và nơi nghỉ dưỡng của um, uh, những người mà uh, Uh, tức là có khu nghỉ dưỡng ở đây đó và nơi đây cũng là bản đạo và có nhiều bản đạo một uh, 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 sát sạc với nhau <laughs> theo uh, mâu uh, analyst uh, cho biết rằng họ uh, dự kiến thiệt hại về tài sản có thể lên đến từ 15 đến 26 tỷ Mỹ kim <cười> <cười> riêng ở miền đông bắc Tennessee thì quý vị thấy trên truyền hình đấy một đống độ nắp kéo dài hàng trăm hàng hàng trăm dặm vậy nó đi về phía bắc đến phía đông bắc của tiểu bang Tennessee <laughs> nơi đây thì vấn đề mà tình hộ xin lỗi quý vị nơi đây vấn đề mà cứu hộ thì rất là khó khăn và đầy nguy hiểm lắm người tới cứu hộ ở ở Tennessee thì bằng trực thăng đó. thì sau khi diễn sau khi mà 54 người được chuyển lên mãi nhà của một bệnh viện ở quần gọi là Unicoi để ở nơi đây thì khi mà con được nó lên rất là nhanh lắm nó đã trang vào bệnh viện và người ta chuyển những người bệnh nhân và những người lên ở trên mãi nhà là bắt sẽ cho biết mọi người đều được cứu và không có ai ở lại tại bệnh viện tỉnh điện cuối ngày hôm qua tức là của ngày thứ sáu đó à, đó là Tennessee còn bây giờ qua lại Bắc Carolina như thế nào ở, ở Bắc Carolina thì có một hồ nước cái hồ nước này rất là đẹp hồ nước này đã nó có mặt trong cái bộ phim gọi là Dirty Dancing á thì cái hồ nước này thì nước đã tràn qua cái hồ nước này và qua một con đập thì là khu dân cư này và dân cư ở trong quanh đã được sơ tán thì mặc dù không có lo ngại gì về là cái hồ này vỡ hoặc là bị đập bị vỡ người dân cũng đã được sơ tán ra khỏi là Newport của tiểu bang Tennessee thì một cái thành phố này là có khoảng là bảy ngàn dân cư thì trong một bộ cảnh mà lo ngại về con đập gần đó sờ vỡ thì mặc dù các quan chức họ cho biết là công trình này không thể nào là phá hỏng được đâu à, một cơn lúc xoáy đựng công vào một số khu vực bao gồm là một một trận ở quần là NAS ở Bắc uh, tiểu bang Carolina uh, đã làm cho bộ người bị thương nặng ở uh, uh, Atlanta nếu quý vị dọc 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 theo uh, từ Florida đây lên như vậy đó. Thì ở Atlanta thường chịu một cái cơn mưa rất là kỷ luật khoảng là 11,12 inch thì khoảng là 28,24 cm trong 48 giờ qua. Cái lượng mưa lớn nhất ở thành phố này đã từng trận kiến trong khoảng thời gian 2 ngày kể từ khi bắt đầu là ghi nhận những cái trận mưa ở uh, Atlanta Kể từ năm 1878. À, văn phòng khí thường uh, của tiểu bang trục cho biết là trên nền tảng mạng xã hội S, tức là thuy đỡ, là kỷ lục trước đó là về mưa khoảng là 9,59 inch, khoảng 24-36 cm. Thì quý vị thấy ở Atlanta hứng một cái trần mưa rất là kỷ lục là so với năm 1878 thì

cái điều này thì người ta nói rằng là do sự biến đổi khí hậu bởi vậy là có, có, những cơn bão như thế này à, thì một nhà khí hậu họ phân tích họ cho biết như vậy à, ở Florida năm người thiệt mạng ở một quận ở Florida là đều ở những khu phố mà khu phố này nếu quý vị thấy à, rằng là các cảnh sát ở các khu phố hoặc là quận hạt đó là yêu cầu sơ tán và một số người thì họ sơ tạo, một số người thì họ không sơ tạo. Do đó họ, những người mà không sơ tạo thì họ bị kẹt lại, à, họ gây ra cái 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 thiệt mạng như vậy. Một số người mà họ không chịu sơ tán á, á, thì khi mà con được lên dân cao như vậy á, thì họ tìm cách để mà lên trên mái nhà để cùng những trường hợp ở Việt Nam vậy một số người chết có thể tăng là khi đội cứu hộ có thể là họ đi từng nhà để có thể phát hiện ra thì đến lúc này thì chưa có một con số nào báo cáo hết nhiều trường hợp tiểu vong khác đã được báo cáo ở Georgia ở Carolina bao gồm hai lĩnh cứu hỏa ở Uh, miền nam của tiểu bang Carolina và một lính cứu hỏa ở tiểu bang Georgia đã tự vong khi uh, uh, một cái cây lớn đâm vào chiếc xe đang di chuyển của họ. Uh, quý vị thấy trên uh, mạng xã hội hoặc là trên uh, những video họ đưa lên YouTube hoặc là Facebook vân uh, vân thì quý vị thấy rằng là những cái căn nhà có mái lập tôn hoặc là những cái cái, cái mái à, hoặc là mái nhà à, lợp à, bằng ở à, floor thì bằng có thể là bằng gạch, bằng gạch, vân vân à, thì quý vị thấy rằng là hình như là bị tróc mái hết à, hoặc là những người ngôi nhà mà có mái bằng tôn hoặc là bằng, mà, những cái vật liệu mà À, liên kết với nhau thì quý vị thấy rằng bị lực ngược hết. À. Cũng tại Paris tức là ở Florida thì cơn bão đã làm là bay đi một nắp nhà thờ. À. Thì cái nắp nhà thờ này đã được thay thế sau cơn bão là ai um, Dalia và năm ngoái thì bị năm nay cũng bị tróc luôn. À, tổng thống Joe Biden cũng cho biết là ông ta đang cầu nguyện cho những người sống sót À, và ông ta mong rằng cơn lượng uh, bảo trọng qua đi để đem lại sự bình an uh, và cho đồ cứu hộ là có thể kiếm và cứu được những người bây giờ mắc kẹt trong những cái vùng mà uh, uh, gặp khó khăn trong việc cứu hộ. <laughs> và cái tình trạng mà khẩn cấp của liên bang đã được bạo động. Và cái cơ quan uh, Quản lý tình trạng khẩn cấp của liên bang đã điều động hơn 1.500 là nhân viên của họ đi cứu hộ à, được là 400 người vào buổi sáng hôm thứ sáu, tức là sáng ngày hôm qua ở Tampa, tức là một trong các thành phố ở um, Florida. thì khu vực này người ta cứu hộ đến chỉ đi được bằng thuyền mà thôi, bằng xe hơi là đi không được rồi. À, thì các viên chức cứu gọi những người bị mắc kẹt hãy gọi cho những quản cứu hộ hoặc là tìm bằng một cách liên lạc với uh, là người thân và cho biết địa chỉ để quản cứu hộ họ họ nhanh chóng họ đến đó thì uh, hôm qua thì quý vị còn nghe là một uh, ở thành phố uh, là Taylor uh, thì uh, cứu gọi là di tản nhưng nhưng còn một số người không chịu giấy tạo họ ở, ở, lại ấy, thì có yêu cầu rằng họ dùng cái bút mà bút mà, mà viết mà ừ, dính mà thể... ờ, thì năm này cho vậy cái, cái bút gọi là permanent mark ấy, tức là không thể tẩy tra được rồi dù nước thấm vào đi nữa thì viết tên tuổi của mình nơi sinh chỗ ở này cái nọ cái đoạn nhưng mà có thể có một cái mình hệ gì thì người ta phát hiện à, nhanh chóng hơn Uh, theo power the outreach US tính đỉnh của ngày hôm qua là thứ sáu thì có hơn 3 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp đã mất điện ở Florida giống như ở Georgia giống như ở Carolina thì thưa, thưa anh đây đó là những cái báo cáo của uh, ngày hôm nay trong các tập ban vừa qua thưa anh bây giờ biết là cơn bão nó đã bắt đầu rời khỏi mình khá nhiều ở Florida và nó tấn công một số tiểu bang khác và tuy vậy luật vẫn còn xảy ra tại Florida và tình hình chết chóc vẫn còn diễn ra chúng ta chờ xem cái tình hình nó sẽ như thế nào trong chương trình báo cáo vào ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi tình trạng Florida cho quý vị yeah. nghe. Dạ yeah, thì cơn bão Helen cũng đã đi qua ở Yucatan của Mexico Nam và ừ. đã nhận chìm một số khu vực của bản đạo này tức là nước sang bằng cả cái bản đạo này trên ghê không cái đường phố và cây độ ở cái thành phố nghỉ dưỡng mà người Việt Nam anh hay qua đây chơi lên Nam đó là thành phố Cancun đó ừ. thì khoảng 200 ngôi nhà và doanh nghiệp ở, ở phía tây Cuba à, cũng bị mất điện luôn ghê con cơn bão này đi qua quá bỏ ghê nam thì cơn bão hay là cơn bão được đặt tên thứ tám trong mùa bão đại tây dương bắt đầu tế từ ngày 1 tháng 6. cơ quan quản lý khí quyển và đại tây dương quốc gia đã dự đoán là một mùa bão năm nay sẽ cao hơn mức trung bình do nhiệt độ là đại dương là ấm lên một cách kỷ lục tức là ảnh về khi uh, khí hậu đó Thế nên là, uh, thì bây giờ cơn bão này vẫn còn hoàn hoàn hành uh, chúng tôi theo dõi có những cái gì chúng tôi sẽ uh, gửi đến tin tức chủ vào uh, chiều nay hoặc là ngày mai Thế nên là... Rồi, bây giờ chúng ta sang chút về cái tình hình mỗi đêm, mỗi ngày chúng ta có một tin tức thời sự về cái tình hình chạy đua công ông Trump và camera Harris thì ngày hôm qua mới có một báo cáo gây chấn động luôn và khiến cho những người ủng hộ Trump công một chút đau lòng. sao trong bảy tư ban chiến địa, một nơi phân biệt ai là chiến thắng anh mùi, ừ. thì bà Kamala Harris, Harris thắng sáu trong bảy tư ban và cái tư ban thứ bảy là tư ban Georgia thì hai bên hòa nhau như vậy bà thắng hơi xấu tiểu bang và hòm tiểu bang và bảy như vậy cái khả năng mà ông trung bị knock out trong bảy tiểu bang diễn địa rất là lớn đó là theo cái báo cáo thao thăm dò của hãng truyền thông bloomberg news đã công bố vào ngày hôm qua thứ năm ngày thứ, năm và ba như vậy là bà cam dẫn tiểu bang nào nevada Pennsylvania, Arizona, Michigan, North Carolina và Wisconsin như vậy và, và, dẫn tới 6 tiêu nhưng có điều hơi lạ những cái những cái thăm dò khác nhau có những con số khác nhau bên mùi ừ. điều tôi cái thăm dò hôm qua tôi có đọc cái Arizona thì một thắng và Cam thì trong cái thăm dò này thì bà Cam dẫn một thì giờ tôi coi gì dòng cụ thể từ bao gồm ra sao nha tại cái bang Nevada thì theo cái bài báo này theo bài báo là Bloomberg này nó thì tại cái bang Nevada thì bà Cambridge dẫn ông được 7% phần trăm bà, bà Cambridge có 52% ông Trump được 45% trên lại như 7% phần

tại từ bang North Carolina thì bài dẫn 2%, 50% so 48%. 40%. Tại từ bang Wisconsin và 3%, 51% so với 48%. Hào nhau ở tại từ bang Georgia với 49%, mỗi bên có được 49%. Thì điều này anh Bùi cho thấy là điều này, mỗi cuộc thăm dò nó khác nhau. Thì trên đây là kết quả của thăm dò của Bloomberg, thì đó là như vậy còn chúng ta thấy cái thăm dò nó nhiều lúc nó cũng cũng thay đổi nhiều quá anh bùi nhưng mà tự dạ. chung, tổng hợp của cuộc thăm dò nó thì có five thirty eight tổng hợp của cuộc thăm dò thì bà Kamala Harris vẫn chiến thắng trong tổng hợp các cuộc thăm dò ta lấy trung bình cộng của tất cả cuộc thăm dò có uy tín bao nó cộng lại chia ra thì nó dẫn ông cái cuộc five thì ông Trump vẫn thua bà Kamala trong mấy phần trăm thì có thể là trong chiến này có thể nói là tôi nghĩ là bậc Paris nếu theo tình hình này ba tháng nó buồn Dạ. Yeah. Thì theo cái cuộc thăm dò của Fox á, cái này của Bloomberg Việt Nam ha. Dạ. Yeah. Ok, mà Bloomberg thì ở Georgia thì cho rằng là là giữa cựu thủ tướng Trump và bà Kamala là hai người ngáo rất là nhau là bức phận thẳng bài Nhưng cuộc thăm dò của Fox ở Nam thì cho rằng là bà bà Harris đã dẫn trước ông Trump là với cái tỷ lệ là năm năm một trên bốn tức là 3%. à đáng lẽ à, 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 à Fox nếu như vậy là có như, vậy là mùi tin Fox News hơn anh Nam tại ừ. Fox nếu là là, là có khuynh hướng là bên ông Trump phải không mà phát nếu cái gì là đưa, đưa cuộc thăm dò như vậy ở tiểu bang Georgia ra đó mà ở trong uh, bên uh, Bloomberg đó, thì cho rằng Georgia ra thì giữa hai người cân sức với nhau rất là căng thẳng uh, thì, thì như vậy tôi lại có khuyến thưởng là uh, bà Kamala có thể là dẫn đầu trong ít nhất là 6 tiểu bang đó Ừ đó bây giờ đầu 6 tiểu bang rồi mười tiểu bang tiến tới mười mười rồi cái vấn đề mà bầu cử sớm nữa anh Nam Còn cái bầu cử sớm á là một cái thể là tỷ lệ người ta đi bầu cử sớm, sớm nó càng ngày càng 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 nhiều anh Nam nghe. À, thì dưới năm 1992 thì chỉ có 7% thôi. Năm 2000 chỉ có 16% tăng nhân dân đó. 2004 là 22%, À bây giờ mình nói những năm gần đây thôi thì như năm 2012 đạt 31.6%, tức là những người đi bầu sớm qua thư này cái nào đó. Năm 2016, thời kỳ đó là cựu Tổng thống Trump ra tranh cử và đắc cử, là lên đến 36.6%. Năm 2020, cựu Tổng thống Trump thua uh, uh, Tổng thống Joe Biden, uh, thì năm 2020 cử đi, đi bầu sớm, uh, lên đến tỷ lệ rất là cao 64.04%. Như vậy, là cử tri đi bầu sớm á, là qua bằng thư hay là bằng bưu điện này cái nọ là càng càng lúc càng, càng 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 lên là năm thì năm 2024 này chưa có cái thống kê Đó. mà có thể năm năm hai này có thể cũng lên cao lắm Đó. mà cựu tổng trong cũng sở là cử tri đi bầu đi đi đi, đi, đi bầu sớm bên nam hoặc Đúng. là là cựu tổng trong đông đông là bỏ phiếu qua thư nữa à. Rồi bây giờ anh Nam qua uh, tin gì không? Nam qua tin và uh, bà... anh biết cô nữ danh ca Taylor Swift Suối Rồi một cô chánh ca có tiếng mà. À, bây giờ là một trong những người mà à, cá sĩ có thu nhập cao nhất mà. Yeah. Thì cổ trong thời gian vừa qua là cổ tuyên bố là cổ ủng hộ và Camera Rich. Cái tuyên bố đó gây rất là xôn xao. Có một số người ủng hộ bà ta để tán thành cái lời tuyên bố đó tán thành ủng hộ bà ta với bà Camaris tuy nhiên cái sự chống đối cũng kinh hoàng nó số người chống đối là những người cuồng trung của đảng cộng hòa chống đối và Taylor Swift ca sĩ danh ca Taylor Swift rất là nặng nề bà ta được xem là mega star mega star là đại siêu sao ngôi sao của mỹ đã mất đi một số lượng đáng kể của các ủng hộ viên từ lâu nay mà những ủng hộ viên đó là những người mà của đảng cộng hòa và ủng hộ trump bốn của những người cộng hòa đã có những cái nhận xét không được tốt về nữ dân ca swift và họ tẩy chay bà ta và cái số tẩy chay tăng so với thông thường tăng 20% vào tháng 11 năm ngoái đó thì có số người tẩy chay chỉ có 26% thôi 26% người cộng hòa miền ông Trump tẩy tẩy chay bà danh ca swift Taylor swift nhưng mà trong đợt này tới 47% đã tăng 24% 21% anh buồn. Oh, tăng vậy hả? Tăng một số đó đáng sợ. Nhưng mà bà cũng rất còn rõ ăn khách. không Năm nay cô Taylor Swift là 34 tuổi. Đã từng đoạt giải Grammy của trước đây. Và bà đang bị sự tẩy chay sau khi bà tỏ ra ủng hộ bằng camera risk bị những người theo phe trung tẩy chay rồi mời anh mùi anh Tiếp Tibor còn có, có cái bản tin sai lệch nữa tức là à, nói là bà Taylor Swift đã à, không còn à, ủng hộ bà Kamarit nữa thì thưa quý vị đó là cái bản à, tin đồn đoạn mà thôi à, à, sau khi người ta liên lạc trực tiếp à, với uh, Taylor Swift thì bà nói là bà À, vẫn còn rất là à, vững chắc ủng hộ cho bà Kamala, thưa quý vị. thì, à, thì bây giờ à, có những cái bản tin mà có thể là họ tạo ra từ trí à, thông minh nhân tạo á, à, họ dạ dòng ý như vậy, họ họ, họ đưa ra những hình ảnh là giống như thật vậy. do đó những những cái tin mà chúng à, có thể là ở, ở Iran này, có thể là ở Trung Cộng, có thể là ở Nga Xô, à, do đó quý vị Hơi nên chú ý đừng để bị nhầm lẫn. Thì trong thời gian vừa qua, cuộc mà uh, tranh cử của cực tổng thống Donald Trump uh, là có hai yếu tố chính, uh, vấn đề chúng tôi đưa ra đó là di dân, là biên phòng và đồng thời là kinh tế. Uh. Thì và đồng thời uh, ông Trump cũng chỉ trích rằng là bà Harris là người là phụ trách về biên giới. Uh, và nhưng không làm được trò trọng gì cả và đồng thời cũng chỉ trích cái chính sách biên giới của tổng thống Joe Biden thì đây là một điểm ác khách nhất mà có thể là cầu thủ trong chinh phục giới cử tri. thì ngày hôm nay ở Arizona có một cuộc tranh cử ở đó thì bà Kamala Harris đã đến cái biên giới Arizona giữa Hoa Kỳ và Cơ và bà đi bộ dọc theo biên giới đó tức là chiều ngày hôm qua, tức là chiều thứ sáu á, thì bà có bài diện văn, thì mà nói thế nào, mà nói thế này thì vấn đề mà di dân như thế này có thể là thắt chặt hơn nữa và hạn chế về người tị nạn. thì trước đây có thể là mở cửa hoặc là có thể rằng là ừ, những người mà nạp đơn để xin quy chế về tị nạn á thì có thể lấy con số rất là cao À, thì bây giờ chính sách của bà Kamala cũng giống như chính sách của tổng thống Joe Biden á là thắt chặt hơn nữa. Rồi đồng thời là hạn chế về là đơn xin tị nạn. À, riêng đối với bà Kamala thì bà thể hiện của lập trường bà cẩn rắn hơn nữa à, đối với những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những người di dân không có giấy tờ hoặc là những người mà một bước biên qua biên giới như vậy á thì bà nói là bà có cái lập trường rất là cẩn rắn phải một cách hạn chế một cách cách thắt chặt hơn nữa đồng thời bà nói thế này bà có thể giải quyết những cái điểm yếu lớn cho của bà trong cuộc bầu cử thì đó là à, đối xử một cách tốt hơn và chào đón là những người nhập cư một cách hợp pháp à, thì như là à, mà, À, cha mẹ bảo lãnh con cái đó, trường hợp mà đến Mỹ à, hoặc là đến Mỹ bằng à, cái visa à, công an việc Nam à, vân vân thì đó là những gì mà bà trường à, tuyên bố ngày hôm nay à, vấn đề mà bà nói thế thế này vấn đề mà hạn chế hơn nữa các đơn xin tị nạn á là so với cái chính sách của à, tổng thống Joe Biden á thì cái chính sách của bà có thể thắt chặt có thể rằng là à, hàng hạn chế nhiều hơn nữa bà nói thế này là tôi bác bỏ sự lựa chọn sai lầm mà một số người cho như thế này một là chọn lựa sự bảo vệ bảo vệ biên giới hai là có một hệ thống trật tự và an toàn cho nhân đạo thì một chọn hai thì bà nói là tôi không thể làm như vậy và chúng tôi phải làm cả hai thứ nhất và chúng tôi vừa làm việc bảo vệ biên giới và đồng thời tạo ra một hệ thống có được tự và an toàn là đầy nhân đạo thì có nghĩa rằng là tôi chào đón những người mà đến Hoa Kỳ một cách hợp pháp và chúng tôi cũng tạo ra một hệ thống rằng an toàn cho biên giới có thể là, là tăng cường lệnh biên phòng hay là tăng cường là thẩm phán để mà xét những đơn xin tị nạn của những người mà đến Hoa Kỳ và muốn xin tị nạn về chính trị. À, thì sau khi bà đi dọc một đoạn đường ở biên giới và bà có buổi họp kín à, với à, cảnh sát ở tại đó mà cảnh sát ở đây đặc biệt là chống buôn bán ma túy và đồng thời hàng hóa nhập nhập lậu vào biên giới à. Thì bà nói thế này thì uh, bà rất là đồng ý uh, những cái khó khăn của uh, nhân viên tuần tra biên giới và uh, bà nói uh, nếu, nếu tôi trở thành tổng thống của Hoa Kỳ uh, thì tôi sẽ giải quyết cái vấn đề này và những người này là đảng sẵn đảng điện để, để hỗ trợ để mà dự an lên cho biên giới uh, Chuyến thăm của bà camera được uh, thiết kế như một lời đáp trả lại cựu tổng đô Trump. À, à, mà ông Trung gọi là bà à, ta là đồng chí đó, à, và ông ta luôn luôn chỉ trích bà về cái hồ sơ à, chính quyền cho Biden về vấn đề di trú hoặc vấn đề biên phòng, à, à, rồi cho à, bà với ông Joe Biden đó đã dành rất ít thời gian để mà đến à, viễn thăm biên giới trong thời gian mà bà ở tòa bệnh ốc vấn đề di chủ và an ninh biên giới là những vấn đề hàng đầu ở tại tiểu bang Arizona. Tại vì sao? Tiểu bang Arizona bây giờ là tiểu tiểu bang, tiểu bang chiến trường đó. À. Thì tiểu bang này là giáp giới với biên giới Mexico. Và là tiểu bang phải đối mặt với dòng người xin tị nạn một uh, lên con số rất là kỷ lục vào năm ngoái. Bà đã sử dụng cái lời phát biểu của mình để thách thức hồ sơ của cựu tổng thống Trump nói về ba À, à, trong thời gian mà bà ở, ở tòa ốc á, Nói là bà không có à, à, làm gì Hoặc là không có quan tâm đến biên giới Và bà nói thế này à, Thật ra trong thời gian cựu thẩm râm nói như vậy thì Ông ta không hề sửa chữa Chỉ hệ thẩm nhập cư hết Và ông ta không giải quyết gì, à, Về cái, cái khổ người xin tị nạn đó Và bà cho biết rằng là bà sẽ giải quyết cái vấn đề mà thiếu cái tình trạng thẩm phản nhập cư và nhân viên ở bên giới mà trước đây ông Trump ông không giải quyết vấn đề này bà Harry kể lại thế này à, một buổi là lượng đạo toàn diện nhằm cải tổ hệ thống nhập cư liên bang à, đã sụp đổ tại quốc hội vào đầu năm đầu năm nay thì sau khi mà cựu tổng Donald Trump thúc giục những người cộng hòa là không nên chấp thuận năm là này. À, thì năm này cái, cho à, cái 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 gọi lượng đó, và okay, phát không... đối à, ông Trung nói đăng, đây từ đây là ừ, một trong những nhiều luật mà nếu được thông qua ừ. thì có yeah, lời rồi. cho bên phía ông Joe Biden và Kamala nhiều hơn. Bởi vậy, quý vị thấy một cái gói right. là hỗ trợ cho uh, vấn đề biên giới à, mà lượng đảng đã đi đến có thể đồng thuận rồi nhưng sau khi cựu tổng thống trong là xúi dục và lên tiếng kêu gọi những thành viên của đảng cộng hòa là hãy từ chỗ gọi này đi do đó cái gọi này đã sụp đổ rồi thì cựu tổng thống trong đã phá hỏng nó và nói như vậy và cái điều này để cho ông dùng cái vấn đề biên giới là để mà tranh cử thì ông ta thích dùng cái tình trạng biên giới này để tránh cử thái vì giải quyết một vấn đề bà Cameron cũng nói trong cái bài nói chuyện ở biên giới vậy và người dân Mỹ xứng đảng có một vị tổng thống nên quan tâm vào biên giới hơn là dùng biên giới là giống như trò, trò chơi chính trị và tương lai là chính trị của riêng họ và trong tương lai nếu tôi là tổng thống thì tôi sẽ trở lại cái dư luật mà trước đây lượng đảng đã À, là có thể là thông qua. Thì sau khi mà luật nhập cư bị tranh trề thì chính quyền Joe Biden đã công bố các quy định cấm người mà di cư được cấp quy chế tị nạn á, là cấm khắc khe hơn. do à. đó thì quý vị thấy rằng biên giới phía Nam cùng giống như biên giới ở Arizona à, càng ngày là cái số lượng họ đến biên giới thì càng ngày càng giảm dần thì kế hoạch của bà Cameron nhằm vượt qua những nỗ lực của tổng thống Joe Biden tại biên giới sẽ bao gồm là cáo buộc hình sự rất là nghiêm trọng đối với những người mà họ đi vượt biên qua biên giới nhiều lần. Và những người này là phải quy tội giống như là tội hình sự vậy. Và đồng thời tất cả những người mà đến biên giới phải yêu cầu họ phải nộp đơn xin tị nạn và được trải qua một thẩm phán di trụ. thì nếu như những người mà đạt được cái tiêu chuẩn tị nạn á, thì họ được vào Hoa Kỳ. À, đó là một thứ khắc khe là trước đây cởi mở nhưng càng ngày càng khắc khe hơn. Thì khi bà đưa ra cái vấn đề đó và đặc biệt á, là khi mà à, cảnh sát cũng giống như biên phòng cho biết rằng là họ đương đầu với các tội phạm dọc biên giới nào là vấn đề mà uh, buôn bán báo túy vân vân uh, thì bà, bà tuyên bố thế này uh, tôi đã từng làm công tố viên và tôi từng làm uh, bộ trưởng bộ tư pháp và tôi phụ trách về những cái vấn đề ma túy này thì do đó tôi sẽ có những biện pháp khắc khe hơn nữa À. thì sau khi mà nghe những cái tuyên bố của bà Kamar thì cầu thủ Trung thì không đời bà đã đến biết giờ mới phản ứng đâu thì ông đã phản ứng trước, đó rồi ông nói thế này các cái tội ác này bạo lực này rồi hiếp dâm này vân vân thì do những người cứ, gây ra mà người cứ nói đến hàng loạt hàng trăm hàng trăm hàng ngàn người như vậy và ông ta chỉ trách cây gắt bà Kamarit ông ta nói thế này máu đã đổ lên tay bà rồi và đây là những cái tên tội phạm rất là cận giảng rất là hung dữ tàn bạo đang tự do lang thang và hoàn hành trong đất nước được chúng ta thì cựu tổng thống cũng đưa ra những cái lời cả buộc đó khi mà ông ta nói chuyện tại một nhà máy sản xuất ở Michigan cũng giống như đầu tuần này vậy ông ông ta nói về cự tri rằng là khi mà bà Khamit nói về biên giới á, thì uy tín của bà ta còn thấp hơn cả con số zero nữa. À. Thì chuyện dịch tranh cực của cựu, cựu tổng thống Trump quảng cáo trên truyền hình á, bằng cách chỉ diệu phó tổng thống là một bà trùng biên giới thất bại. À. Thì ông, ông ta nói luôn luôn là nói là bà trùng biên giới như vậy. Nhưng dưới thời của bà Khamit á, là có hơn 10 triệu người nhập cư bất hợp pháp ở đây một quảng cáo của cầu Tổng trong công đưa ra một số lượng nhất định như vậy và những người mà nhập cư là họ bất hợp pháp vào đất nước chúng ta khi mà chính quyền Joe Biden bắt đầu vào năm 2021 thì một số báo chí và ngay cả giới biên phòng báo cáo thì kể từ năm 2021 đến năm 2024, thì con số là người đến biên giới càng ngày càng giảm dần thì cũng uh, luôn tiền đó thì bà camera bà nói thế này thì thật ra là, là chúng ta phải tìm cách giải quyết là gốc tầng gốc tầng rễ về cái tình trạng là di cư từ những quốc gia ở trong Mỹ trong đó có El Salvador, Guatemala và Honduras thì bà nói thế này với tư cách là phó tổng thống đồng thời là nếu như mà tôi trở thành tổng thống thì tôi có một là giải pháp là cấp bách để giải quyết vấn đề này có nghĩa là thuyết phục các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp của Mỹ Latin nên đầu tư vào những cái quốc gia này đặc biệt là El Salvador, Guatemala, Honduras à, thì nếu như mà đầu tư vào quốc gia này thì thì đó là một lý do có thể là giảm bớt những người mà di dân à, bất hợp pháp đến Hoa Kỳ đó là cách giải pháp của bà ta thưa anh Xuân Nam. Yeah. Như vậy từ đó bà ra cái lệnh mực cử 1.500 cái nhân vật mà những vệ binh đó để mà cứu lục của ở, ở tại Florida đó. Yeah. Nó 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 chung sức bật vào ngày hôm nay với <laughs> cái tin tức như vậy mình đang sáng mai mình cố gắng săn cái tin là Ông Trung phản ứng như thế nào trước khi những thăm dò ngày hôm nay một bài dẫn sáu đến bảy tiểu bang chiến địa và về một tiểu bang còn lại kinh luôn ta chờ xem thôi còn gì nữa buổi chúng ta dừng ở đây à, thôi là mình dừng ở đây thêm năm hả mình dừng ở đây nha anh là anh còn muốn nói thêm một cái bản tin nữa à. Mình để ngày mai đi anh. Ờ, à, để... thôi ngày mai đi anh hả? Ừ. Cảm ơn anh. Yeah. Cảm ơn quý vị đã